Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. Mày vừa làm ra đây quý vị ơi. Chào Tâm. Dạ em chào anh Tướng và con chào quý cô chú em Mai Vàng toàn quốc. Hôm nay con có về lô mai phôi dẻo hạt Thủ Đức bông từ 5 tới 12 cánh, xin được giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Số điện thoại con là 0345253032, cũng là số Zalo của con luôn. Hình thức của con là bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, mã số đầu tiên mang mã số lấy máy đem. Dạ số 1 đi anh. Rồi mã số 1 rồi quý vị. Rồi, chiều cao em nói ha. Dạ cao 59. Rồi, cái hoành luôn. Dạ cái hoành 23. Rồi, CC luôn, 23 hoành nè quý vị. Thanh cành đây. Nhúng cái còi đi để em nói ha. Rồi, vô lưu nhiêu đem? Dạ mã số 1 vô lưu 750. Rồi, xuống cây, 750 rồi quý vị. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 2. Số 2, một em trật đây rồi quý vị. Cao 60. Rồi, 60 cao. Dạ, cái hoành 25. Rồi, 25 hoành, một em trật hoành 25. Có củ, có đế. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ, mã số 2 giao luôn 550. Rồi, xuống cây luôn, 550. Rồi, tiếp tục luôn quý vị. Số 3. Rồi, số 3 đây. Cao 70. Dạ, hoành 27. Rồi, hoành 27, có cái củ nạc. Củ 49. Rồi, nạc nở 49 luôn quý vị. Quý vị ngắm nghĩa kỹ thân cành nè quý vị. Đây, thân cành ha. Đó. Rồi, mình vô để em nói quý vị. Để đây phân bố đều cộng lực không đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã số 3 em giao lưu 950. Rồi xuống cây luôn 950 rồi quý vị. Mã số 3. Rồi tiếp tục lên mã số 4 luôn rồi quý vị. Số 4. Số 4 đây. Cao 45. Cái hoành 27,5 tính 27. Rồi. Rồi xe xe luôn. Để luôn rồi quý vị. Để cộng lực không ha. Rồi, vô lưu nhiêu đem? Dạ mã số 4 vô lưu 750. Rồi, xuống cây luôn, 750. Rồi, tiếp tục lên mã số 5. 5 luôn. Rồi, số 5 đây. Dạ cao 59. Cái hoành 28,5. Rồi. Rồi để luôn. Để cũng kính quá đây quý vị. Để gồm ha. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Dạ mã số 5 giao lưu 950. Rồi, xuống cây luôn, 950. Tiếp tục luôn quý vị ơi. Số 6. Số 6 đây. Cao 45. Rồi. Cái hoành 31,5 tính 31. Củ 51. Củ nạc 51 rồi quý vị. Rồi xe xe củ nạc nó luôn. Rồi giao luôn nhiêu Tâm? Dạ mã số 6 giao luôn 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu rồi quý vị. Rồi xuống cây luôn. À, số 6. Rồi tiếp tục lên số 7. Số 7. 7 đây. Dạ cao 75. Cái hoành 25. Rồi, xe xe luôn. Rồi, củ nạc ha. Dạ, củ nạc 45. Rồi, củ nạc 45 luôn. Tay cành đều rồi quý vị. Rồi, để luôn. Cái củ này cũng gom quá đây rồi quý vị. Gom kính đế ha. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, mã số 7 mà lưu 850. Rồi, xuống cây luôn. 850. Số 8. Rồi, số 8. Cao 69. Rồi. Cái hoành 27. 27 hoành. Tay cành nè quý vị. Rồi để luôn. Rồi giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 8 giao luôn 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu ha.
Rồi, xuống cây luôn. Số 9. Rồi, số 9 đây. Cao 35. Cái hoành 22 rưỡi tính 22. Rồi. 22 hoành. Để cộng nậu nấy bự bự không à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, số 9 em giao lưu 500. Rồi, 500 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 10 luôn à quý vị. 10 đây. Cao 35. Rồi. Cái hoành 23 rưỡi tính 23. 17 ha. Lại bị lưng. À. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 10 giao lưu 550. Rồi, xuống cây luôn, 550. Rồi, lên 11 luôn. 11. Cao 48. Cái hoành 27 rưỡi tính 27. Rồi, 27 hoành. Cụ để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 11 giao lưu 850. Rồi, 850. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục cái gì đây? 12. 12 đây. Cao 44. Cái hoành 27. Rồi, để luôn rồi quý vị. Để này cộng lực lực kính đế quá đây quý vị, để lực ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ 12 em giao lưu 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu, số 12. Rồi, tiếp tục lên 13 luôn. 13. Rồi, mã số 13. Cao 85. Cái hoành 26. Ngắn nồi. Nồi đế của nó là 78. Rồi. Nồi đế đặt luôn rồi quý vị, sổ ha. Sổ. Điều kính cái bầu luôn. Nồi 78 nha quý vị. 79 cho nó đẹp ha. Tài cành cũng khá quá nào quý vị. Nồi đế dưới thì quá đẹp rồi. Giao lưu nhiêu em? Dạ 13 em giao lưu 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn, mã số 13. Rồi, tiếp tục lên 14 luôn. Nặng à, cái bầu đất này. Quá xa to. 14. Tài cành đều rang luôn. Cao 90. Dạ, cái hoành 29 rưỡi tính 29. Rồi. Tài cành đều ha. Rồi, để luôn nha quý vị. Để chạy cũng đều luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ 14 giao lưu 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1,2 triệu. Giá yêu thương luôn. Rồi, 15. 15. Cây bầu đất nè, nó hết biết cái bầu đất đâu quý vị. Rất to ha. Cao 95. Cái hoành 30 đúng. Rồi, 30 hoành. Tay cành cũng đặt hết trơn nào quý vị. Đây. À, tay cành đóng đặt hết trơn này ha. Rồi, coi dưới đế quý vị ơi. Đế nè. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ 15 em giao luôn 1,3 triệu. Dạ 15 đây nó bị cháy cái lưng này xíu. Cái này lúc đã kéo. Dạ kéo rồi dạ. Rồi, cái này nó dích cũ chưa dích này cũng đã kéo bít rồi lại rồi ha quý vị. Rồi, xuống cây. 16. Rồi, mã số 16. Cao 84. Cái hoành 28. Rồi. 28 hoành. Tay cành cũng đặt hết trơn nè. Đặt từ trên xuống dưới ha. Vậy là nó bung ra nó đặt hơn nữa quý vị.
À, để đây. Để chống chịu có đầy đủ không quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ 16 giao luôn 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu thì mã số 16. 17. À, 17 lên luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Dạ số 17. 17. Dạ cao 70. Rồi, cái hoành. Dạ hoành 34. 34 hoành luôn à quý vị. Đó, tay cành đều ha. Phân bố tứ diện luôn. Đó. Cành gì là ok quá rồi. Còn ngắn mập cây nè, còn đế nè. Đó, rải đều còn cũng bự ha. 34 hoành luôn nha quý vị. Tâm cho anh cái ngắn ha, cái ngắn cái cũ này coi như ta. Dạ ta. Cái cũ đặt. Đó, 51 luôn ha. Giao luôn nhiêu em? Dạ 17 em giao luôn 1,4 triệu anh. Rồi 1,4 triệu quý vị. À, quỳnh to giá nhỏ nè. Rồi xuống cây luôn. 18. Rồi mã số 18 luôn. Cao 33. Quỳnh 20. Rồi. Đế gồm. Gồm. Dạ nồi đế là 63. 63. Đó, để đặt luôn. Này nhỏ nhưng mà đế nó có vỏ. Nhỏ có vỏ. Giao luôn nhiêu em? Dạ 18 giao luôn 650. 650. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mình lên 19 luôn à quý vị ơi. 19. Rồi, mã số 19. Cao 68. Rồi. Cái hoành 26. Xây xây luôn, 26 hoành, tay cành đều. Đó. Để đây. Đấy còn cũng bự mà cũng đều luôn đây quý vị ha. Đó, ok đây. Giao luôn nhiêu em? Dạ 19 em giao luôn 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi bán số 20. Tiếp theo luôn. 20. Dạ cao 55. Dạ cái hoành 29. 29 hoành. Có cái củ nạc này. Ôm cái củ nạc này. Dạ 49. À, củ nạc ha. À, quý vị nắm cái cụ nạc nó luôn. Dòng mắt cũng đẹp. Đây quý vị nghe kỹ ha, xây giọng cái tâm. Nạc nở 49 quý vị. Co lắc tay cành gì cũng ok quá đây ha. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 20 em giao luôn 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây luôn. 21. 21. Cao 69. Dạ cái hoành 31,5 tính 31. Rồi có cái củ nạc luôn. Ôm cái củ nạc không nhưng quý vị cái này là ôm cái nạc nha. Dạ cái nạc là 53. 53 luôn. Củ đây nằm kính luôn hả quý vị. Đây vậy là ok quá rồi. Ngâm kính luôn nè. Tay cành gì cũng khá ha. Giao luôn nhiêu em? Dạ 21 giao luôn 1,6 triệu. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. 22. 22. Dạ cao 39. Cái hoành 22. Rồi. Bây giờ ngắm nghía kỹ tay cành co lắc đi đế ha. Đây này cũng đặc đế lắm nè. Nó ôm nhẹ nhẹ vậy là hình như dạ 81. 81 luôn á quý vị, ôm nhẹ nhẹ ha. Ôm bị chạy thước rồi đó mà còn 81 đó quý vị. Rồi, giao luôn như đen. Dạ 22 giao luôn 850. Rồi, 850. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 23. Cao 50. Cái hoành 26,5 tính 26. Rồi. Tay cành cũng ok nè. Rồi, để đây. Đó. Để đặt luôn. Bầu đâu là để đó luôn. Bầu nhiều đế nhiều luôn. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ 23 giao luôn 1 triệu. Rồi, 1 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 24. 24 đây quý vị.
Dạ cao 75. Dạ cái hoành 29.5 đến 29. Rồi 29 hoành. Giờ ngắm nghĩa kỹ thân cành đó ha. Quay 2-3 vòng cho vậy ngắm nghĩa kỹ ha. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào, muốn giao lưu thì alo trực tiếp cho anh Tâm ha. Thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Đây thì cũng kính ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ 24 giao lưu 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi số tiếp theo 25. 25 đây. Tay cành lực lực không à quý vị. Tay cành lực ha. Cao 75. Cái hoành 29.5 đến 29. Rồi 29 hoành. Tay cành lực. Co gì? Co gì tay cành nhất nữa ha. Để cộng lực 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 nè. Chống chịu gị hông thì đầy đủ cái gì nè. Gị nè cũng cái gị rất là bự ha. Gị hông nè, để chịu nè. Quá đầy đủ ha. Rồi, giao luôn nha em. Dạ 25 giao luôn 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu cái gì? Rồi, xuống cây luôn. Hoành to giá nhỏ nè. 26. Rồi, mã số 26. Cao 70. Rồi. Cái hoành 28. 28 hoành. Tay cành luôn rồi quý vị. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, dọc nó đi ha. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ 26, giao luôn 1.3 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1.3 triệu. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 27. Rồi, 27 đây. Cao 60. Cái hoành 29.5 đến 29. Rồi, có cụ nạc nào quý vị? Dạ, cụ nạc 46. Rồi, đó, nạc cái đây 46 quý vị. Nạc, nạc cứng luôn. Lưng bị trái. Cái lưng bị cháy đây. Rồi mình cũng là nói chung là thấy cũng xử lý chắc kèo rồi, nay nó cũng đã kéo mít rồi hao vậy. Đó, cái này quý vị xịt ra thì nó văng lớp keo ra thì cây nó vẫn bình thường ha. Kéo già bít tới đó rồi. Rồi thân cành hao vậy. Rồi giao luôn nhiêu đem? Dạ 27 em giao luôn 1 triệu. Rồi 1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Anh cây tiếp theo luôn. 28. Rồi 28. Chỉnh cây lên coi. Đây 28 ha. Cao 88. Cái hoành 30.5 đến 30. Rồi vậy ngắm nghĩa kỹ thân cành nha quý vị. Đây thân cành ha. Đó. Rồi, có lắc. Để luôn. Để em nói quý vị, mấy cái cụ đế gom luôn ha, em đo cho anh ngay cái ngắn mi bầu với đế nó các em. Ngay hết ở mi ngắn này nha. Ngắn đó. Dạ 86. 6 luôn quý vị. Để giữ ha, kính luôn nè. Cộng lực không ha, kính luôn á. Rồi, giao lưu như em. Dạ 28 em giao luôn 1.7 triệu. Rồi 1.7 triệu cái gì. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục lên 29 luôn. 29 cuối clip. Còn cây đó không ạ. Cao 45. Hoành. Cái hoành 33. Rồi 33 hoành. Hoành cũng bự. Co cũng đẹp, tay cành cũng đều. Đế thì cũng ok quá đây, đặt kẹo nè, em cho anh nguyên cái ngắn luôn. Ôm cái cây vừa rồi vậy đó. Rồi. Này nó đặt rồi, này ôm chạy quý vị, này chữ A quá, kéo nhẹ nhẹ, hơi ôm cái ngắn này đi. Dạ 65. 65 ha. Để đây rồi quý vị. Cứng đế luôn ha. Đó, dòng ở đây. Quan sát kỹ nha quý vị, em này em thấy đẹp nè. Từ đế co lắc thân cành đẹp ha. Chào luôn nhiêu em? Dạ 29 cuối clip em vô lưu 2 triệu. Rồi 2 triệu, một cây mai rất là đẹp. Rồi, giao lưu hết rồi ha. Dạ. À, giờ lại không em? Dạ, con mong cô chú xem hết clip ủng hộ con. Xin cảm ơn.
Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.